Dạ, Thanh Kiên Khoai Lóng xin kính chào cô chú anh chị. Xin kính chào cô chú anh chị. Thì ngày hôm nay cô chú anh chị, Thanh Kiên có đi một con đường ở đồng quê này, cũng thuộc là ranh thành phố nha cô chú anh chị. Thì Thanh Kiên tiếp tục chia sẻ lại cho cô chú anh chị mình xem trên con đường đồng quê này rất là đẹp nha cô chú anh chị. Ở đây là sông suối, bên kia cũng là lộ cô chú anh chị. Thì xung quanh đây nhà cửa đồ cũng đông đúc, nhưng mà thuộc ở đồng quê cô chú anh chị. Đây. Thì Thanh Kiên cập nhật chia sẻ lại cho cô chú anh chị mình xem trên tuyến đường này có gì mới lạ ha cô chú anh chị. Thì Thanh Kiên cũng lâu lắm rồi Thanh Kiên không có đi trên con đường này, thì hôm nay Thanh Kiên đi lại để chia sẻ cập nhật cho cô chú anh chị mình xem ha cô chú anh chị. Thì để cập nhật lại chia sẻ những khoảnh khắc trên tuyến đường cho cô chú anh chị mình xem, giải trí những lúc mình đi làm mệt mỏi ha cô chú anh chị. Thì Thanh Kiên không có nói thêm dài dòng nữa, thì Thanh Kiên tiếp tục xuất phát trên tuyến đường này. Thì đường này Thanh Kiên sẽ tiếp tục đi qua tỉnh Lộ 10 nha cô chú anh chị. Tỉnh Lộ 10 thuộc khu nghiệp Lê Minh Xuân nha cô chú anh chị. Thì mời cô chú anh chị theo dõi video clip của Thanh Kiên ngày hôm nay nha cô chú anh chị. Kiên tàu xuất phát cô chú anh chị. Ở bên đây cô chú anh chị là ở cái sông này cô chú anh chị. Thì cũng tầm khoảng 12 đến 14
thì tình tiên ghé tay trái. Tình sẽ ghé tay trái để đi lên một con đường quê hơn. Thì tình tiên ghé tay phải thì ghé tay lộ. Thôi chú anh chị, đây đây là hiện tại là Thanh Kiên đang đi thẳng trên đường này, thì ở bên đây là nguyên một cánh rừng ở cô chú anh chị, đây, nguyên một cánh rừng ngạt ngạt luôn, không có nhà cửa ai hết. Và ở đây thì là một sông đó, cô chú anh chị, con sông. Còn thôi cô chú anh chị thấy không, đây nhìn cảnh này là nhớ quê liền. Thì Thanh Kiên cũng đi làm xa quê, không có ở quê đó, cô chú anh chị. Thanh Kiên không có ở quê, thì nhìn cảnh vật này thì Thanh Kiên cũng nhớ quê lắm. Thì Thanh Kiên cũng tiếp tục xuất phát các anh chị, để tiếp tục xuất phát để tiếp tục tiếp tục con đường quê các anh chị. Thank you.
ngàn của chú anh chị thuộc Lê Văn Sương. Thì đường này cũng là một con đường quê nhưng mà rất là đường quê này là đường quê thành phố nha chú anh chị, không phải đường quê ở miền Tây thôi chú anh chị. Đường đi quanh co. Xong thì bởi vì người ta mới kêu là đường kinh A, thì ở bên kia xong thì cũng một con đường lộ như bên đây xong. Chia sẻ khoảnh khắc trên tuyến đường và những khu du lịch vui chơi cho cô chú anh chị mình xem giải trí những lúc mình đi làm mà không phải thì video liên tục